Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhammad Numatha, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023. Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và cũng là chuyến thăm Thái Lan của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam sau khi Thái Lan thành lập chính phủ mới. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cả hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và nay là đối tác chiến lược tăng cường, được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước cũng như hai cơ quan lập pháp. Quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan trong thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như các cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả. Đặc biệt, quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp trong thời gian qua không ngừng được thúc đẩy, hai bên duy trì trao đổi nhiều đoàn cấp lãnh đạo, các ủy ban và nghị sĩ. Gần đây nhất, nhân dịp tham dự Đại hội đồng IPA lần thứ 44 tại Jakarta, Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhammad Numatha. Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ mở ra cơ hội để hai bên trao đổi về phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong khuôn khổ song phương và đa phương. Một trong những điểm nhấn trong chuyến thăm của Chủ tịch là Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hạ viện Thái Lan sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội, thúc đẩy hơn nữa cái hợp tác nghị viện song phương và qua đó thì thúc đẩy cái quan hệ hai nước, góp phần vào việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên một tầng nước mới. Một điểm sáng trong mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan chính là hợp tác về kinh tế. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới với kim ngạch hai chiều đạt gần 21,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Thái Lan đứng thứ 9 trong số các nước có đầu tư tại Việt Nam sau Singapore với 715 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 13,7 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ chủ trì cùng với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy đầu tư thương mại giữa hai nước. Và chính vì vậy cho nên là các giới doanh nghiệp của Thái Lan thì rất là chờ đợi cái chuyến thăm này và hy vọng rằng là chuyến thăm sẽ mở ra những cái triển vọng hợp tác mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới. Một hoạt động không kém phần quan trọng trong chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cuộc gặp và làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan. Tôi nghĩ rằng Thái Lan hoàn toàn có thể trở thành một trong năm nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong tương lai gần, đặc biệt khi hai bên có mục tiêu tương đồng nhau. Ví dụ như Thái Lan quan tâm đến đầu tư trong lĩnh vực năng lượng thay thế, Việt Nam thì hướng tới đạt mục tiêu net zero vào năm 2050. Cũng trong chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các hoạt động tại tỉnh Udon Thani, nơi được coi là thủ phủ của người Thái gốc Việt với hơn 60.000 người, khai trương khu Việt Nam Thao, phố người Việt đầu tiên trên thế giới.